Xin chào tất cả mọi người Minh Hòa đang có một tin rất vui Dành cho những ai đang bị các vấn đề về xương khớp Vâng, chính là sản phẩm xương khớp Anco Plus Sản phẩm mà Minh Hòa đang cầm trên tay đây này Có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh lý về xương khớp Giúp cải thiện các triệu chứng đau nhức Giảm tê bì các khớp Hỗ trợ tái tạo sụn khớp Anco Plus được sản xuất trên dây chuyền hiện đại Đạt tiêu chuẩn sản xuất quốc tế GMP Với thành phần 100% từ thảo dược thiên nhiên Anco Plus an toàn và không gây ra tác dụng phụ nên Minh Hòa rất yên tâm mua về sử dụng. Sản phẩm này đã giúp Minh Hòa thoát khỏi bệnh xương khớp, khôi phục sức khỏe của cơ thể. Anco Plus là sản phẩm mà Hòa rất tin tưởng và cũng đã sử dụng được hơn một thời gian rồi. Đây là công trình nghiên cứu hơn 40 năm của lương y Nguyễn Công Đức, người đã có nhiều năm kinh nghiệm viết sách về y học cũng như kinh nghiệm giảng dạy tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trước đây hòa cũng có xem nhiều video của thầy trên YouTube để biết cách giữ gìn sức khỏe sau này bị xương khớp biết thầy có nhiều bài thuốc hay nên hòa đã liên hệ nhờ tư vấn sản phẩm tình trạng của hòa lúc trước là thoái hóa đốt sống lưng cách đây vài tháng trước thôi thì hòa hay bị đau lưng uh, mỏi lắm và nhiều khi thì nó cứ giói lên muốn nghiêng người này uh, quay qua hay là quay lại đều rất là khó khăn là nghệ sĩ tính chất công việc phải di chuyển nhiều Mỗi khi đi quay hay có những cái động tác mà phải cúi lên, cúi xuống hoặc là đứng lên phức tạp ấy. nhất là đi trên giày cao gót thì mình cảm thấy đau lắm cả nhà ạ. Thành ra cả ngày làm việc mình luôn cảm thấy mệt mỏi. Nhưng mà từ khi biết được sản phẩm Anco Plus này thì tình trạng sức khỏe xương khớp của Hòa đã thay đổi rất là nhiều. Các đốt sống lưng của Hòa thì bây giờ không còn cảm thấy đau nữa. Chỉ sau 7 ngày đầu tiên sử dụng Anco Plus, Hòa đã bắt đầu cảm thấy đỡ đau dần, vận động đi lại bắt đầu thấy nhẹ nhàng hơn. À, đơn giản hơn trước. Đến nay thì Hòa uống đã gần hết hộp thứ 6, tương đương với cả 3 tháng sử dụng. Có thể nói bây giờ thì Hòa không còn cảm thấy đau nhức, khó chịu nữa. Qua tìm hiểu thì mình được biết, chức năng chính của sản phẩm không tập trung vào việc giảm các triệu chứng tạm thời và cấp tốc như một số sản phẩm khác đang có mặt trên thị trường à, mà Anco Plus tập trung vào căn nguyên của bệnh, mang lại những cái công dụng tuyệt vời như là hỗ trợ làm giảm đau nhức xương khớp này, do thoái hóa khớp, viêm khớp, giúp mạnh gân xương, phục hồi và tái tạo sụn khớp, tăng cường hoạt huyết, loại bỏ tình trạng tê bì của các khớp, giảm viêm, tiêu sưng và nóng đỏ ở các khớp cổ tay, khớp cổ chân. À, thực ra thì bệnh xương khớp hòa đã bị từ nhiều năm nay rồi và bây giờ được như thế này phải nói thật là rất là đáng quý. Mình không nghĩ là mình sẽ tìm được một cái sản phẩm chất lượng tốt lại phù hợp với cả mình như vậy à, nhiều khi đi quay bận rộn mình cũng quên mất hẳn là mình đang bị bệnh xương khớp mỗi ngày hòa chỉ cần sử dụng 6 viên chia làm 2 lần uống sau ăn chỉ đơn giản vậy thôi là anco đã giúp hòa đẩy lùi cái bệnh thoái hóa đốt sống đeo bám mình dai dẳng bao nhiêu năm chăm sóc sức khỏe xương khớp là quá đơn giản luôn phải không mọi người nhờ công nghệ sản xuất hiện đại mà dược chất thẩm thấu vào tế bào rất là nhanh cho nên chỉ cần trong tháng đầu tiên thôi Hòa đã cảm thấy rất là hiệu quả Thú thực là lúc trước Hòa cũng sử dụng qua nhiều sản phẩm rồi nhưng không thấy hiệu quả cho lắm cho đến khi mình sử dụng đến Anco Plus thì mình thấy thực sự là ưng ý nhiều sản phẩm còn lo tác dụng phụ còn sản phẩm Anco Plus thì hoàn toàn từ thảo dược là bài thuốc đông y thập toàn đại bổ nên vừa cải thiện sức khỏe xương khớp vừa bồi bổ sức khỏe đề kháng của cơ thể Hy vọng qua những chia sẻ vừa rồi của Minh Hòa về sản phẩm Anco Plus thì sẽ giúp cho những ai đang mắc các bệnh lý về xương khớp có thêm giải pháp để bảo vệ xương khớp được tốt hơn. Sản phẩm Anco Plus đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành nên mọi người yên tâm sử dụng nhé.